bổ sung đa dạng dưỡng chất cho cơ thể. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Double X cung cấp 12 vitamin, 10 khoáng chất và dưỡng chất từ thực vật, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tăng cường sức khỏe, chủ động sống khỏe mỗi ngày. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc dùng. Ủa, chào hai chị đẹp nha. Bữa nay sao rảnh rang ngồi cà phê vậy? Trời ơi, rảnh đâu, chị cũng đầu bù tóc rối. Em ngồi chung được không? Ngồi chung. Em đang đợi bạn. Đợi bạn đâu ha, mặc đồ thư sinh rồi dễ thương quá gì trời. Đi đâu vậy, đi đâu trời, mà em lúc nào mà không dễ thương. Dạ. Em nói chứ em có hẹn cà phê gặp chị bạn thân của em á. Dạ, tại vì ấy là chị bận rộn quá. Bữa nay là nghe nói chị được rảnh xíu cho nên là em tranh thủ hẹn chị đi làm cà phê nè, mà chị chưa tới. Dạ. Chị bạn thân hả? Dạ. Chị bạn thân mà thôi, chuẩn bị quà luôn mà. Chị sao bình thường? Phải là gì? Nói thiệt chứ cái này cũng không phải quà cáp gì lớn lao đâu. Tại vì chị bận rộn quá mà mấy nay em có thấy chị sắc mặt mệt mỏi với lại kém sắc, em nghĩ là chị bị thiếu hụt chất dinh dưỡng. Cho nên là em có mua một ít quà. Cái này là giống như là bổ sung để cho cái cơ thể mình là nó khỏe hơn. Mà cái này giống như là kiểu như là cân bằng dinh dưỡng cho người bận lộn vậy đó chị. Ủa? Ê, thấy phù hợp nha. Giống nè, đây nè. Phù hợp nha. Ủa, đây một người rất bận rộn và cũng đang rất cần cân bằng cái chất dinh dưỡng trong cơ thể luôn. Chị ăn uống là có đầy đủ chất không? Trời ơi, là đầy đủ gì chị mới nói đó. Toàn ăn mì gói thức ăn nhanh không mà không có trời, cái gì chứ. Chị Minh. Em là em nghĩ là về cái sắc đẹp rồi về cái sức khỏe là chị quan tâm lắm chứ sao tự nhiên chị không có quan tâm cho nó mà chị ăn uống không khoa học vậy? Thì đương nhiên là chị là người là gọi là tôn sùng cái đẹp đó. Đúng. Nhưng mà tại vì bây giờ bận quá. Bây giờ mình bận quá thì mình phải tập trung cho sự nghiệp chứ bây giờ biết sao giờ, thì bây giờ tranh thủ ăn đại, bây giờ đói quá thì có bánh là tiện lợi nhất. Không, em thấy không có được. Em nói chị nghe nè. Cho dù cuộc sống mà công việc chị bận cách mấy đi chăng nữa cũng phải gán dính thời gian ăn một ngày 3 bữa. Ví dụ ăn là món canh nè. Mà cũng có canh thì rau, rồi chị ăn món xào, thịt cá đồ vô cho nó bồi bổ chất dinh dưỡng. Nhưng mà tại lu bu quá, giờ thời gian đâu mà nấu nướng cơm ngày 3 bữa. Ủa rồi mấy bữa rồi giống như chị đi làm gấp có bữa trưa chị nấu gì chị ăn đại. Thì nè cháo nè, vô xin công miếng nước sôi đó. Bây giờ cái gì? Cháo gói, mì gói. Cái giống mì nữa vậy? Mì gói, phở gói, miếng gói, tiện. Cái mì gói rồi mấy cái miếng gói đó, nó không có đủ chất. Ừ, à bây giờ làm cách nào? Em có tìm hiểu và có biết một cái loại thực phẩm bổ sung dinh dưỡng mà tăng sức đề kháng nè, mà tăng sức khỏe rất là tốt. Ồ vậy hả? Nó gồm có hình như là em nhớ không lầm là 12 loại vitamin. Trời. 10 khoáng chất. Và với lại cái nó kết hợp với là cái dưỡng chất từ thực vật á, 22 trái cây và thảo mộc. Nếu mà em nói cái của em là hay đó, nhưng mà chị là chị cũng đang uống nè, cũng bổ chung vitamin nè, khoáng chất rồi chất dinh dưỡng đầy đủ luôn. Nhưng mà không biết là có giống em không. Thôi cái này là để về tìm hiểu nghiên cứu ha. Nhưng mà tốt. Hai người tự kết nối với nhau tìm hiểu nghiên cứu là phải cùng dòng sản phẩm mình dùng không? Em cũng nghĩ vậy. Xin kính chào quý vị khán giả, chúng ta lại đang gặp nhau trong chương trình Bác sĩ của bạn. Một ngày mới tràn đầy năng lượng mới quý vị nhé. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu một ngày mới với những công việc gì ạ? Quý vị thử liệt kê ngay một cái ngày bận rộn của mình. Xem thử là hôm nay quý vị có thời gian để làm những việc gì, có thời gian để thực hiện những công việc cá nhân hay không, có thời gian cho cái việc ăn uống hay không. Rất nhiều quý vị sẽ trả lời, không, hôm nay bận lắm, chắc là lại ăn uống qua loa thôi. Vâng, đây cũng chính là thực trạng mà rất nhiều người đang gặp phải. Cuộc sống ngày càng hiện đại, công việc lại quá bận rộn, khiến cho đôi khi chúng ta không thể nào cung cấp đầy đủ một cái bữa ăn với những cái giá trị dưỡng chất giúp cho cơ thể của chúng ta có thể phát triển một cách thật là thoải mái và mạnh mẽ được. Và cuối cùng kết quả là sao ạ? Về lâu về dài, thiếu dưỡng chất nó khiến cho cơ thể con người dần dần bị ảnh hưởng, rối loạn dinh dưỡng và thậm chí là hàng loạt những cái vấn đề tiêu cực về sức khỏe sẽ xảy ra. Thế thì câu hỏi được đặt ra rằng chúng ta vẫn bận rộn, vậy làm sao để có được cho mình những cái giá trị dưỡng chất đầy đủ cho sự phát triển của cơ thể con người mà vẫn tiết kiệm thời gian đây? Chúng tôi mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ và lắng nghe phần tư vấn từ tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân quý vị nhé. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Diễm Loan.
kính chào vị khán giả của chương trình Bác sĩ của bạn. Thưa bác sĩ, điều đầu tiên mà Loan rất mong muốn nhờ bác sĩ có thể tư vấn đó là với cái cuộc sống bận rộn như bây giờ, mọi người ăn uống không có đầy đủ, cái bữa ăn hàng ngày thiếu đi những cái giá trị dưỡng chất do không có thời gian chuẩn bị. Thế thì những cái vấn đề về sức khỏe nào họ sẽ phải đối diện đây ạ? Thực tế thì trong cuộc sống của mình á, có những người thì rất là bận rộn, có những người thì không bận rộn lắm và ngược lại có những người rất là thư thả, đúng không nào? Tất nhiên rằng là do cái nghề nghiệp của mỗi người mang lại và hoàn cảnh gia đình nó cũng khác nhau. Yeah. Vậy thì với những cái người mà cuộc sống rất rất là bận rộn thì cái việc dinh dưỡng nó ảnh hưởng nó rất nhiều đối với cuộc sống họ. Trong cái bữa ăn của họ đó thông thường là sao? Nó sẽ thiếu về năng lượng và thiếu dinh dưỡng. Là bởi vì họ ăn vội, ăn vàng, họ chế biến nhanh, họ chế biến qua loa, rồi việc chọn lựa thực phẩm cũng không đầy đủ nữa. Và như vậy nó dẫn đến họ thiếu năng lượng và thiếu luôn cả chất dinh dưỡng trong bữa ăn của họ. Cái điều tiếp theo đó là gì? Đó là những bữa ăn của họ thông thường nó không cân đối. Cái chữ cân đối đây chúng ta phải hiểu rằng là ở những người bận rộn đó là nó không cân đối giữa các bữa với nhau. Ví dụ như có những bữa họ nhịn đói hoàn toàn, dạ, và có những bữa thì họ ăn bù vô. Vậy có nghĩa là ta gọi là no dồn thì đói góp. Dạ, có lúc đó thì quá no, có lúc thì quá đói. Và như vậy nó ảnh hưởng đến cái sự tiêu hóa cơ thể cũng như hấp thu của các chất dinh dưỡng trong cơ thể chúng ta. Thì trong từng bữa ăn nó cũng không cân đối. Có bữa ăn thì họ ăn quá nhiều chất béo hay là quá những thức ăn nhanh. Có những bữa thức ăn thì họ lại chỉ uống toàn thức chất lỏng nào đó. Và như vậy họ thiếu những cái chất khá là quan trọng trong từng bữa ăn như vậy. Một cái vấn đề thứ ba nữa là xảy ra ở những người rất là bận rộn. Đó là người ta gọi rằng là bữa ăn nó không phong phú và nó không đa dạng. Nó bao gồm rất nhiều loại thực phẩm khác nhau. Rồi các loại thực phẩm nó cũng phải có những cái nguồn gốc cũng phải khác nhau. Ví dụ vừa động vật vừa thực vật. Rồi bao gồm cả ví dụ như rau củ quả. Rồi các loại chất béo, chất bột đường, chất đạm, nhiều cái nguồn gốc. Và như vậy cái bữa ăn nó sẽ phong phú và đa dạng. Và như vậy nó sẽ giúp cho việc tiêu hóa và hấp thu nó tốt hơn. Và cái cuối cùng đó là người ta nhận thấy là gì? Là ở những người bận rộn như vậy thông thường sẽ thiếu những cái nhóm chất thứ tư, đó là thiếu vitamin, đó là thiếu khoáng chất, thiếu chất xơ và thiếu cả những cái chất quan trọng khác trong những cái thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật. Dạ, như vậy thì cái vấn đề thiếu những cái chất dinh dưỡng từ thực vật có vẻ là vấn đề chung của nhiều người. Thế thì bây giờ chúng ta nên bổ sung các loại vitamin và khoáng chất cũng như là chất xơ từ thực vật ra sao để cơ thể của mình không có bị thiếu chất ạ? Khi chúng ta bổ sung những cái thực phẩm có nguồn gốc thực vật đó thì chúng ta chú ý hai việc. Việc thứ nhất là phải đủ lượng, thì mỗi ngày ở người trưởng thành là phải tối thiểu là 500g cái lượng rau. Cái thứ hai đó là gì? Đó là ngoài cái chuyện chúng ta phải đảm bảo về lượng thì chúng ta phải đảm bảo về chất. Có nghĩa là khi chúng ta mua những cái sản phẩm thực phẩm mà nguồn gốc thực vật á là chúng ta phải chú ý là sản phẩm đó phải tươi, phải mới nè, có nguồn gốc sản xuất rõ ràng, đúng nào, nó đảm bảo về mặt vệ sinh an toàn thực phẩm, vân vân. Thì như vậy nó đảm bảo rằng khi chúng ta đem về chúng ta sơ chế và chúng ta chế biến một cách đúng cách thì chúng ta vẫn đảm bảo được còn lại cái hàm lượng một cách tối đa những cái chất cần thiết trong cái thực phẩm thực vật đó để cung cấp cơ thể chúng ta. Tuy nhiên để đảm bảo được cái điều này thì cái việc phong phú và đa dạng trong việc lựa chọn sản phẩm thực vật lại cũng rất cần thiết. Người ta nhận thấy rằng ở rau củ quả, cái việc mà các chất trong thực phẩm nó phụ thuộc vào màu sắc của thực vật, mà người ta chia thực vật ra làm 5 nhóm màu sắc khác nhau. Nhóm thứ nhất là những thực phẩm có màu đỏ, được chưa? Nhóm thứ hai là có màu cam, màu vàng. Nhóm thứ ba là có màu xanh. Nhóm thứ tư là có màu tím và màu đen. Và cuối cùng là nhóm có màu trắng. Tại sao? Bởi vì người ta nhận thấy rằng qua nghiên cứu, người ta nhận thấy với những thực vật có những màu khác nhau thì hàm lượng các chất đặc biệt trong thực vật nó cũng khác nhau. Và như vậy khi chúng ta phối hợp thực phẩm có đủ 5 màu như vậy thì có nghĩa rằng là trong bữa ăn chúng ta tất cả các chất dinh dưỡng nó sẽ cung cấp đủ cơ thể chúng ta. Dạ, nghe bác sĩ chia sẻ về những cái nguyên tắc cung cấp những cái loại thực phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, từ các loại thực vật, Loan bỗng dưng cảm thấy cái bữa ăn của gia đình mình nó thiếu nhiều thứ quá. Dạ, và chắc không phải chỉ có Loan đâu mà rất nhiều quý vị cũng đang gật gù bảo rằng ôi, vậy tôi cung cấp không đủ cho gia đình của mình rồi. Và cũng khó, bởi vì bây giờ bận rộn quá mà, không có thời gian nấu nướng. Có nấu đi được thì chắc một chén canh thì có một loại, một màu, không thể nào vừa có màu đỏ, vừa có màu trắng, vừa có màu xanh như bác sĩ vừa chia sẻ được. Thế thì bây giờ chúng ta còn cách khác không ạ? Bổ sung thêm những cái dưỡng chất từ những cái sản phẩm có chứa thành phần từ thực vật có được hay không ạ? Thực tế thì cái việc mà chúng ta ra chợ để mà được cung cấp cái sản phẩm thực vật á thì nó đa dạng, nó phong phú và nó phải nói là rất đầy đủ. Dạ đúng. Nhưng rồi, tuy nhiên chúng ta cũng phải đem lên bàn chúng ta một cách đầy đủ như chúng ta mong muốn thì có phải nói rằng đôi khi nó quá tầm tay của một số bà nội trợ. Chính vì vậy những cái nhà mà chuyên gia người ta nghĩ ra một cách là gì ạ? Người ta tìm ra trích xuất những cái chất cần thiết từ những sản phẩm thực vật đó vào trong những cái viên, ví dụ như là thực phẩm bổ sung hay là thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Và như vậy thì có thể trong bữa ăn chúng ta mà nếu chúng ta sợ thiếu những cái chất đó thì có thể chúng ta bổ sung thêm những cái chất từ thực vật, và như vậy thì những cái chất đó nó đầy đủ hơn cho cái bữa ăn cũng như dinh dưỡng của chúng ta. Thưa bác sĩ, như vậy thì việc chúng ta chọn lựa những cái sản phẩm để hỗ trợ bổ sung những cái thành phần vitamin khoáng chất thông qua thực vật như thế này thì mình cần có những cái lưu ý gì? Xin bác sĩ có thể chia sẻ chi tiết hơn ạ.
Thực tế thì khi chúng ta lựa chọn những cái thực phẩm mà bổ sung hay là thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên thị trường thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải lựa chọn đúng với mặt chất lượng theo khuyến cáo của ngành y tế. Đó là chúng ta phải xem nhãn của cái thực phẩm đó. Với vấn đề thứ hai đó là cái sản phẩm sau chúng ta xem như vậy đó thì chúng ta phải chú ý một cái điều cũng khá là quan trọng, đó là sản phẩm đó phải có về mặt uy tín, kiểm nghiệm về mặt lâm sàng để đảm bảo rằng những cái sản phẩm mà chúng ta dự tính sử dụng cho bản thân mình và trong gia đình mình đó đảm bảo về mặt an toàn và sức khỏe. Một cái vấn đề tiếp theo mà chúng ta cũng không thể quên được đó là ngoài cái chuyện là sản phẩm đó phải uy tín thì sản phẩm đó phải an toàn, đó là hạn sử dụng nè. Đó là, rồi cái việc mà cái thành phần đó nó có dị ứng với mình hay trong gia đình mình hay không nè. Nhưng mà cái quan trọng hơn đó là chúng ta chú ý luôn cái nguồn nguyên liệu để mà tạo nên cái sản phẩm đó là họ thu mua về để sản xuất, người ta gọi thu mua mọi nơi, hay rằng họ tạo ra những cái nông trang, những cái trang trại chuyên trồng trọt và chăm sóc những cái loại thực vật dành riêng cho sản xuất ra cái sản phẩm riêng của công ty họ, thì như vậy thì nó sẽ đảm bảo về mặt an toàn hơn. Và cái cuối cùng đó là chúng ta phải chú ý về cái sản phẩm đó có hiệu quả hay không dựa trên đánh giá của các cơ quan quản lý nhà nước, ví dụ như là Bộ Y tế về Cục Quản lý An toàn Thực phẩm, hay là của Sở Y tế, hay là của chi cục tại địa phương. Ngoài ra chúng ta còn phải đánh giá hiệu quả của sản phẩm đó thông qua cái dư luận xã hội, tức là thông qua sự đánh giá của những người tiêu dùng cũng như đã có những cái kinh nghiệm trong việc sử dụng sản phẩm đó, và như vậy thì chúng ta có thể đưa ra cái nhận định cá nhân về cái sản phẩm đó có phù hợp với bản thân mình và gia đình mình hay không. Thưa quý vị, với những chia sẻ ngày hôm nay từ chương trình thì chúng tôi rất hy vọng là những quý vị nào mà chúng ta đang có một cái cuộc sống trong một cái guồng quay công việc của sự bận rộn và gần như là chúng ta không có cái giải pháp nào cả cho cái việc là cung cấp một cái bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng từ những cái loại vitamin, khoáng chất, thực vật, và cuối cùng thì chúng ta sẽ có thể bị ảnh hưởng sức khỏe, thì giờ đây quý vị sẽ có cho mình những cái thông tin thật là cần thiết. Hãy dành thêm thời gian cho bản thân, hãy bổ sung những cái dưỡng chất đầy đủ từ thực vật để cơ thể của chúng ta có thể thật sự khỏe mạnh, và sau đó thì chúng ta còn có thể là thực hiện những cái công việc của mình mỗi ngày thật trôi chảy quý vị nha. Nhưng phải khỏe trước cái đã. Xin được cảm ơn bác sĩ rất nhiều đã dành thời gian đến với chương trình. Còn bây giờ chúng ta sẽ nói lời chào tạm biệt nhau. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình Bác sĩ của bạn vào sáng ngày mai. Xin chào. Đa dạng dưỡng chất cho cơ thể, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Double X cung cấp 12 vitamin, 10 khoáng chất và dưỡng chất từ thực vật hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tăng cường sức khỏe, chủ động sống khỏe mỗi ngày. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.